Chiều hôm nay thì đoàn chúng tôi sẽ đến thăm một cụm tù Côn Đảo, đó là bác Tư Ước, cũng là một nhân vật có thể nói là không biết là bác còn khỏe và minh mẫn để chúng tôi có một cái cuộc thăm hỏi và trò chuyện hay không. Chúng ta hãy vào thử thăm bác như thế nào nhé. Trường Nguyễn, còn người đang ấy là cô Lê Lê. Dạ. Hôm nay là tụi con đến thăm bác nhân cái dịp mà ra Côn Đảo để đi tìm hiểu về lịch sử, đi thăm mấy cái trại tù. Thì con được giới thiệu là bác ở Côn Đảo cho nên tụi con đến thăm bác. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, buổi chiều hôm nay là chúng tôi đến thăm bác cựu tù Côn Đảo, gọi là bác Tư. Ông tên là Nguyễn Văn Ước, cũng là một trong số những cựu tù ít ỏi, hiếm hoi, còn sống ở trên đảo. Hôm nay chúng tôi đến thăm cũng vẫn là những tìm hiểu những cái câu chuyện lịch sử, người thật, việc thật. Lần trước thì chúng tôi đã đến Côn Đảo và cũng đã được nói chuyện với bác Bảy Oanh. Nhưng sau đó một đôi tháng thì bác Bảy Oanh cũng đã mất. Cho nên là những cái cơ hội mà được tìm về gặp những người cựu tù như bác Tư Ước đây cũng là một cái dịp mà chúng tôi rất là mong muốn. Và chúng tôi cũng không biết là sức khỏe bác thế nào, nhưng mà khi bác ra đón chúng tôi thì đi cũng rất là khó khăn. Không biết là sức khỏe bác thế nào, bác Tư? Không, sức khỏe thì cũng mệt, chứ họ cũng không khỏe lắm. Dạ. Vì hai cái giò nó bị tê, tê suốt à. Dạ. Tê mười mấy năm rồi. Dạ. Bệnh 2008, 2009. Dạ. 2008 thì bị tê biến. À. Rồi đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà về không có vé Chợ Rẫy lên của 117, của quân khu 7. Dạ. Chị hết rồi. Sau cái bắt đầu ho ra máu, tức là khát máu, cho nên chị suốt năm nữa là 2 năm liên tục. Cho nên sau giờ này nó cứ tê hoài. Dạ. Thuốc gì này cũng chị không hết, nhưng mà cái nó cũng tê hoài suốt. Dạ. Cho nên sức khỏe giờ nó cũng kém lắm, không có mới. Cái đó là chắc là sức khỏe vì tuổi già hay là cái nó cũng ảnh hưởng. Nếu ảnh hưởng bệnh này chứ không phải. Hồi trước là đâu có ấy, hồi trước làm lao động đồ này kia ấy, làm công tác tính là từ giải phóng nhà tù Côn Đảo đến sau năm 91 tới 91 nghỉ về ngồi nghỉ xin nghỉ hưu. Đó, còn nghỉ cũng còn tiếp tục công tác ở các khu các ấy. Mà sau này chỉ có sau từ cái đợt bệnh cái sau này nó cũng tê suốt. Cho nên thuốc nói chung cả của bộ công an rồi này kia rồi cứ vô năm nào không vô cho thuốc nhốt mà chị cũng hết. Đó là cái sự quan tâm của đảng và chính quyền địa phương. Cháu thấy cái ngôi nhà của bác cũng là một cái ngôi nhà tình nghĩa được tặng ạ. Nhà tình nghĩa nào? Tầm rồi 2008. 2008. Lúc đó là chắc thời gian đó bác trở lại đảo hay là như thế nào? Không, bác là ở đảo bởi vì tức là ngày xưa. Bác bị bắt ở Kiên Giang, tức là Gò Quao, Vĩnh Quận á. Thì nghĩa là nó bắt bác, nó đưa lên, nó về nó điều tra xong, nó đưa lên trên huyện.
huyện rồi đám của huyện nó điều tra, công an huyện nó điều tra xong nó giải em tỉnh trong vòng 3 tháng, tức là rồi ở tỉnh từ Bay Bắc đến ngày giải lên trên tỉnh là ở 3 tháng, 3 tháng mới đài lên Chí Hòa. Chí Hòa 3 tháng đài là Công Đảo. Đó là năm nào? Tức là 1959. 1959. Lúc đó là bác bao nhiêu tuổi? Lúc đó bác mới 19 tuổi à. 19 tuổi. Lúc đó là bác là đã tham gia hoạt động chưa hay là? Ông bác tham gia hoạt động hồi bác 15 tuổi sau Hiệp định Geneva. Thì tới năm 1955 thì bác mới đi theo cách mạng. Dạ vâng. Lúc đó là đến năm 19 tuổi mới bị bắt. Vâng. Lúc đó công việc của bác làm gì trong mấy năm? Không, công việc thì bằng đầu vô, tức là mình còn nhỏ thì mình làm giao liên, tức là kiểu giao liên tức là đi thơ, phải không? Đi thơ chỗ này đưa chỗ khác, đưa truyền đơn, đưa tức là đi thơ tức là giao liên á, tức là đó nơi sau này gọi giao bưu vận á. Rồi sau đâu khoảng chừng 5 năm bác mới qua công tác binh vận, tức là vận động binh sĩ ngủ của kẻ thù để trở về với đường lối mình á. Nhưng mình làm công việc đó là công khai hay là mình âm thầm hay là thế nào? Không, cái đó có tổ chức chứ, bởi vì đâu phải ấy. Sống mà từ đi theo cách mạng đến sau này là phải có tổ chức hết chứ. Đến năm 1958, 57, 58 thì bắt đầu qua công tác đoàn. Công tác đoàn thanh lao của tất cả thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bây giờ. Rồi tới bị bắt. Bị bắt lúc đó nó kêu là 20 năm cổ sai đày ra Công Đảo. Mà ra đây ở được 16 năm rưỡi. Tới ngày giải phóng mình giải phóng tự mình giải phóng để mà ra. Ra rồi sau cuối cùng mình tính xin về. Mà vào đó ở đảo này thì toàn là lính ngụy, cảnh sát rồi này kia, trên không có người dân nữa đó. Cho nên á mấy ông mới kêu ở lại. Tức là hồi trước là ông Tám Hà ở là khu Vũng Tàu Công Đảo ở Bà Rịa. Nghe kêu ở lại 150 người tù. Ở lại rồi sau lần gần rồi lớp chuyển công tác rồi lớp đổi ấy lớp về, cho nên sau này còn lại là mấy người còn lại là 5-6 người. Còn lại tôi ở Bảy Quanh nè, tôi nè, Năm Bảnh nè, ông Hai Duyên với bà Ni, còn lại là 5 người. Bây giờ còn lại là tôi với bà Ni với ông Hai Duyên. Bảy Quanh mới chết đây. Năm Bảnh cũng mới chết đây. Nhưng mà lý do mà thực sự mà muốn bác muốn hay là bác ở lại lâu năm như vậy là có những cái điều gì mà có nhiều người nhất là ở tù đây cũng ngán quá rồi, cảm thấy là đối diện với lại những cái ký ức như vậy, mà riêng bác thì tại sao bác lại ở đây lâu như vậy được? Bây giờ nó cái nói chung á, lúc ra nhà tù thì ai cũng nhớ quê hương, nhớ nhà cha mẹ ông bà, phải không? Nhớ, nhưng mà cái vì hiện nay mình thấy ở Công Đảo sau khi giải phóng rồi không có ai hết, không có dân, không có này không có kia, nói chung á, cho nên bây chỉ còn lính ngụy rồi này kia không, cho nên mình sẽ tin nguyện ở lại góp phần xây dựng Công Đảo. Rồi đồng thời là cũng ở bên những người đồng đội mình đã nằm xuống ở dưới đây nữa, phải không ạ? Đó là một lý do chăng? Rồi lúc bác ở lại đây thì cái thời gian đầu ở Công Đảo chắc là nhiều khó khăn lắm ạ. Không, nói chung Công Đảo là khó khăn. Bởi vì khi giải phóng nhà tù Công Đảo thì bác ra, bác là công an vũ trang, tức là biên phòng bây giờ. Sau khi ở Bà Rịa, hồi tiếp thu là Bà Rịa tiếp thu đây. Nhưng mà sau khi xong đến đầu mấy tháng mẹ bàn giao Công Đảo này là về tỉnh Hậu Giang. Thì lúc đó bác mới trở về làm thuyền trưởng tàu vận tải đường biển, vận tải đồ. Làm đâu 5 năm thuyền trưởng, rồi sau mới ước lên làm giám đốc của sự nghiệp giao thông vận tải Công Đảo thủy bộ. Rồi sau mới qua bên khách sạn Phi Yến, khách sạn Tự Do bên kia. Rồi sau mới trở về, tức là quản đốc của sự nghiệp hải sản
chế biến hải sản. Rồi. Và đến năm 91 mới nghỉ. 91 là bác về hưu. Về hưu. Dạ. Trong 16 năm rưỡi mà ở tù Côn Đảo, một cái quãng thời gian cũng rất là dài. Chắc là có nhiều cái câu chuyện mà bác muốn nhớ và muốn kể cho chúng cháu nghe. Thì nói chung Côn Đảo thì nói chung câu chuyện nó kể hoài biết chừng nào mà hết chuyện đó. Nói chung là những cái đoàn ra đây thì nói chung ở trên bảo tàng thì ta có kể, nhưng mà không cái ví dụ cái đoàn ra mà hỏi mình cần riết những cái gì đó thì mình biết mình cứ trả lời, chứ mình kể thì kể hết thì không thể nào kể nổi đâu. Vâng, có những cái điều gì bác đã kể rồi nhưng mà bác nghĩ rằng bác cần phải làm rõ hơn, hoặc là có những điều bác chưa kể hết, bác nhớ lại thời gian này bác muốn chia sẻ với tụi cháu, như là lần đầu tiên chẳng hạn, ví dụ như là tình đồng đội của các bác với nhau, rồi có những cái giai thoại mà bác suy nghĩ sau một thời gian dài rồi bác nghĩ lại, lúc trước thì mình nghĩ như vậy nhưng bây giờ mình nghĩ khác, ví dụ như vậy, bác có thể chia sẻ cho tụi cháu một chút. Bây giờ nói chung mình cứ những thời gian trước thì thôi, mình thấy bây giờ ấy thì mình thời gian ở Côn Đảo thì xây dựng cho Côn Đảo để phát triển lên, mà nói chung Côn Đảo ngày xưa thì kể như là mình không thể tưởng tượng nữa. Bây giờ Côn Đảo tức là kể như là địa ngục của trần gian, cho nên hồi đó cái chuyện mà tra tấn đến dịch tập giữa ớt giả mang lắm. Mình chỉ kể sơ như thế này. Khi mình ở Chí Hòa xuống tàu 42 ngày 48 ngày 109 xuống ở Đài ra Côn Đảo, sáng tàu mới cập bến Côn Đảo, lúc đó ở Đài là 401 người xuống tàu, chết một người. Mà xuống tàu tức là nó cộng vô hết, cho nên mà tàu không có lợp, tức là 42 nó không có lợp, sống qua tháng 8 sống đánh ở trên này, nước nó, mình cỡ còng ấy như thế này, nước lên cỡ này này nè, rồi ớt ối ỉ ở đâu nó tùm lum hết. Mình mấy ra đến Côn Đảo thì nó đậu tuốt mà kia nước ở cổ nè, nam em nó kêu nhảy tàu tới rồi nhảy xuống dưới nước rồi lội lên trên cầu tàu 114. Thì cầu tàu 114 lúc đó nó trật tự nó đứng hai bên, tức là những cái đám quân phạm này kia làm ta sai cho nó đứng hai bên cầm bá chát nè. Thì bắt đầu lên hàng tư bắt đầu nó khỏ đầu mình, nó đếm rồi nó đưa vào vô cái trại Phú Hải, bây giờ cái trại mà trại hai á, vô đó mà họ lên á thì nghĩa là mình chỉ bốn tôi đi dòm tới thôi, nó ngó là nó quấn vô đó, tức là giám thị trưởng ở đây nó đứng ở trên nền, nó rớt vào tay lai, nó nói đây nghe các con, đây Côn Sơn không phải Chí Hòa, cúi đầu triều lỵ mà cứng đầu mềm xương, có nghĩa là mình chống là nó là quấn mềm xương á. Nó bắt đầu nó đẩy vô. Chạy hai lúc đó đâu 400 người, rồi cỡ từng lễ bắt đầu năm lọc ra án 15 năm có, 20 năm có, 7-8 năm, 15 năm nó mới phân lại ra, còn lại là nó chia số đã nặng thì nặng nhẹ, rồi bắt đầu nó mới bắt đi làm gỗ sai. Thì giờ đó thì bắt làm gì? Thì thiên đá, đống củi, đưa lên trên giờ ấy đống củi, mỗi một ngày là một khối củi. Còn nếu mà mình đốn không nổi mà ra, ví dụ ra đây đốn dùng quá búa lục xì mà lên rừng ra, mình đâu có biết đường xá gì mà lên đó đốn mà ở trên tuốt ở trên núi mà giác về. Mà nếu không nó đem về nó quấn đá nó nhốt Salin chừng hai tuần á, rồi bắt đầu đem ra đẩy mình sợ củi nữa. Nếu mình chống cỡ nào là nó cũng đánh rồi, nó cũng đưa bắt đi làm. Còn nếu mà khai bệnh á thì đó cái ninh với aspirin không có thuốc rồi. Nếu mình mà chịu khai bệnh thì chịu 50 cái dù chống chầu á,
chống chầu hồi đó trước ở Chợ Hai nó có chống chầu, hồi đó tàu ra nó quấn chống 50 cái, nó cho hơi bệnh, mà hơi bệnh tối mà cho mấy viên thuốc thôi, cũng bắt đi ra sân vận động nhổ cỏ mai, đi đầm, đi ấy chứ nó không có cho nghỉ. Còn chế độ ăn uống thì cơm á, thì ví dụ 700 gram gạo, lúc đó là 700 gram gạo, nhưng mà một ngày á, thì trong một tuần á, thì 4 ngày gạo lứt, 3 ngày gạo trắng. Nếu mà ăn gạo trắng không á, thì bị bại. Bây giờ nhốt ở trong phòng mà không, nên, không được hoạt động. Không hoạt động, bị bại. Cho nên ăn, ví dụ ăn, tức là 10 ngày, 1 tháng, là 30 ngày. 10 ngày, 10 ngày, khô. Khô là khô đắng đó mà. Khô nó mục, bởi vì khô, nó đem ra đây là khô mới thôi mà, chứ không phải khô đắng. Nhưng mà đem ra đây, nó đem lên trong cái kho, nó để thời gian, nó để biểu mình ăn hết ba cái khô ở trong cái kho á. À, hết khô kho, thì cái khô này nó đã đắng rồi, nó đã mục, nó đắng rồi. Cho nên từ đó, vậy. Như mắm ruốc thì mắm ruốc không có đường, không có gì, nó cứ quậy, đổ nước vô quậy trong cái chảo bát lên rồi múc ra cho mọi người hay một tô tô nha, ăn không nổi, nghe cái mùi lõi, dư tương là cũng 10 ngày tương thôi mà. Dạ. Thế còn rau? Rau thì không có, tuyệt đối là không có. Không có rau. Không dạ. có rau. Là chế độ là ăn uống là chúng cháu biết là rất là cực khổ rồi. Rồi còn cái vấn đề mà mình hoạt động ở trong tù, những cái hoạt động chính trị hoặc là có cái sự làm việc với nhau, bảo ban học tập với nhau, thì khi mà bị phát hiện cũng bị đánh ạ. Đánh gì lắm, nó đánh là nó đánh nó đánh nó đánh nó đem ra ở phòng nó điều tra nó đánh. Đánh xong rồi nó làm xuống như Salin nó còng nhốt và tối này nó xuống nó đánh tiếp. Được. Bác có bị đánh nhiều trận hoặc là có không, cái có gì chứ bệnh mà. Di chứng gì không? Có chứ, bị đánh chứ. Bị có một cái lần tức là 2004 ở đấy lâu là nghĩa là đấu tranh hồi đó nó bắt đó bắt ở trong cái phòng 5 của trại 2 là 250 người. Cái phòng 6 là đâu chừng cỡ 100 người, cái phòng mà cộng mà mấy người ốm đói trong bây giờ cái hình còn á 100 người, với cái phòng 1 bên này trăm mấy, nó bắt 300 người đi lên làm cái chùa nó 1 của vợ á, bắt lên đó giác xi măng, giác gạch, giác đá lên xây cái chùa nó một đó. Cho nên đằng này tụi bác là không đi. Không đi bắt đầu thằng phó văn đốc của Công Đảo nó ra lệnh cho trật tự vô quấn. Quấn ở đó bác ở phòng 5 thì nói chung 100 người quấn, còn ở đâu có 6 mấy, còn 3 mấy người chịu không nổi. Như phòng 6 của phòng 1 rồi bắt đầu không đi, nó mới quýnh đã đời, nó còng là nó nhốt ở phòng 2 ra là một tháng nó bắt đầu đưa lên cái chạy tư một tháng nhốt đó, rồi sau nó xé ra để nó đưa qua chạy 3 nó bắt đi làm. Cho nên từ qua chạy 3 thì bắt đầu nó bắt đi làm cổ sai, đi làm chỗ này chỗ kia, trong đó thì có số án nặng án nhẹ. Cho nên ở đó thì nói chung lúc đó mình đã tổ chức để vượt đảo, cướp tàu vượt đảo. Thì lúc đó anh thật có ảnh là tỉnh ủy viên của tỉnh Gia Định, cũng cùng chung với bác ở chung trong cái trận đấu tranh đó. Rồi bắt đầu lúc đó mới vượt, thì lúc đó đưa bác qua nó xé, nó chia tùm lum, bác ở phòng 18 của trại 3 thì nó bắt đi dọn tàu ở hợp tác xã, còn mấy ông kia thì bắt nó xuống tàu chỗ 20-30 người kia, cho nên cứ đó để cướp vượt lão được 60 người.
Hay là cái chuyến mà mình vượt đó có thành công không? Thành công. Dạ. Thoát được luôn. Thoát được. Dạ. Vậy vì trong đó thì nói chung nhiều anh em ở thành phố là có nè, rồi Tây Ninh có, rồi ở Vĩnh Long này kia có. Bây giờ anh em ở trong tù đâu phải mà một tỉnh đâu, có nhiều tỉnh. Cho nên từ đó đi được cái trận đó. Còn mấy cái trận kia thì nói chung vượt ngục thì cũng đi được một số, mà ít đó mình chỉ làm bè này kia nó khó khăn lắm. Cho nên kỳ đó là mà cướp tàu, quấn chương dịch tàu. Bắt đầu bắt hết lính, bắt hết cái số ấy, rồi bắt đầu mình cướp tàu thì tàu nhỏ, bỏ tàu bự đây, cái tàu nó chở hàng ra là quấn chị ra với chương dịch hết, cho nên nó tàu nó vừa không có ra không được. Tàu nhỏ thì lúc đó mình lấy tàu mình vượt về mỗi Cà Mau. Thế bác có nhớ là cái lúc mà kết thúc cái việc mà ở tù của bác 16 năm rưỡi như vậy, cái ngày mà bác được gọi là về đất liền, cái cảm nhận của bác thế nào? Về trong đất hả? Dạ. Nói chung là khi mà về đất liền thì nói chung là những thời gian mà bác ở đây thì cùng xây dựng ở đảo, thì ở trong cái đoàn của quân khu chính á, nghĩa ra cho thì đó, lúc đó bác về đi theo mấy ổng đi về, đi xuống Kiên Giang đồ này kia. Lúc đó ông Tám Thập ổng là bí thư, ổng là chủ tịch quân quản ở đây, sau này ổng làm bí thư tỉnh ủy ở đây, là ngày xưa là tỉnh chứ không phải là cái huyện đâu. Đó mấy đi về ổng về trong thì mình thấy cũng điêu tàn, bởi vì sau những cái cuộc chiến tranh điêu tàn ấy, cho nên nhà cửa đồ này kia tan nát hết. Mình về, bởi vì bác về lúc đó cha mẹ chết hết rồi. Dạ. Mẹ chết có mấy tháng mới ra tù, còn cha chết năm 64 rồi. Về mà tan nát trơn, mà lúc đó bác trở về công tác thì bác cũng đi tùm lum hết, đi các tỉnh rồi về thành phố, về Vũng Tàu, lên thành phố Hồ Chí Minh, đi Hậu Giang, đi tùm lum hết. Cho nên lúc đó thì mình cứ tiếp tục công tác đối với anh em cùng nhau để mà xây dựng con đảo thôi. Rồi sau đó thì bác lập gia đình, rồi bác mới... Không, lập gia đình ở trong đất chứ không phải lập gia đình ở đây. Rồi mới ra đây. Đem gia đình ra đây. Bởi năm 75, 76 lập gia đình. Rồi mới ra đây, mẹ ở đây chứ không phải lập gia đình ở ngoài này. Cho nên cái cảnh nước con đảo nói chung sau này phát triển bây giờ nó... Đó đấy, chứ ngày xưa đi ra con đảo này là thảm khốc à. Đường xá không có cái gì đó, chỉ có cái đường mòn thôi, hai bên cây cối này kia đá ôm tùm, rồi ở trên mấy cái trại á bên kia là ở trên là rong rêu nó mọc với mấy cái cốc vàng mọc xanh dời mình gì gồm thấy thê thảm lắm, không có ngày hồi xưa cứ nghe nói đi ra côn đảo coi như là thay đổi côn nôn mà hồi trước nó hồi Pháp gọi côn nôn. Rồi sau này cái thằng Mỹ nó ở thằng Diệm nó gọi là Côn Sơn. Nó nói Côn Nôn đi dễ, có về mà chay lên núi Chúa mà gái về Hằng Dương á. Cho nên nó khổ lắm. Cho nên mình chẳng qua ở trong tù mình cùng nhau để đoàn kết để mà chống lại, là vì cái sống của cái nhà tù nó cái tình thương nó bao la lắm, nó đoàn kết chặt chẽ lắm. Không có kiểu mà chia rẽ này kia, nội bộ sống chết được có nhau. Cho nên mình thấy rằng mình sớm ra tù thì mình cũng nhớ rằng biết bao nhiêu đồng bào của mình, chiến sĩ mình đã hy sinh cũng vì đất nước, vì độc lập tự do. Cho nên mình giải thoát được nhà tù cũng đỡ, mình nó ra thì mình cũng góp một phần nào đối với bà con, đối với các bạn của mình hy sinh đối với đồng bào. Còn vì chỗ đó mình không có nại khó khăn gì hết. Dạ. Bây giờ năm nay là cũng sắp sửa là đã bước qua tháng 4 rồi. Sắp đến là cái ngày là 30 tháng 4, ngày thống nhất đất nước. Rồi sau đó là cũng là cái ngày giải phóng Côn Đảo. Giải phóng Côn Đảo là ngày 1 tháng 5. 1 tháng 5. Giải phóng nhà tù Côn Đảo. Chắc là cũng rất là ý nghĩa. Rất là nhiều cái ký ức mà bác cũng nhớ về như vậy. Nhưng mà bác thấy cái giá trị của hòa bình mà như tụi con mà sống được lớn lên thừa hưởng cái nền hòa bình đó thì chắc là nhiều người
cũng không hình dung ra, nếu mà không ra Côn Đảo để mà nghe những câu chuyện như của bác, chắc là bác cũng có nhiều cái tâm tư suy nghĩ về cái thế hệ trẻ ngày hôm nay ạ. Ông nói chung thế hệ trẻ bây giờ nói chung là rất thông minh, rất giỏi. Cho nên cái sự nghiệp các bác cũng mong sao cho cái đám trẻ này nó để giữ được cái lòng tin của đảng, của dân để mà phục vụ cho đất nước. Bởi vì cái tuổi lớn lên thì nó phải chết thôi, không có ai tồn tại hết. Nhưng mà cái sự mà đã bao nhiêu xương máu đã hy sinh từ xưa đến giờ để giành lại độc lập tự do, tổ quốc, làm cho đất nước giàu đẹp, thì bây giờ là cái tuổi già nó đã qua đi, thì còn cái tuổi trẻ phải làm như thế nào, lấy những cái gương của những người xưa để mà cùng nhau để đoàn kết thống nhất để đấu tranh xây dựng đất nước hùng vinh giàu đẹp. Chứ còn mình không suy nghĩ thì cuối cùng đất nước mình không có biết tồn tại hay không. Dạ. Bởi vì mình thấy đất nước Việt Nam bao nhiêu đời, đến đằng 2.000 năm đô hộ của quân Tàu, 100 năm đô hộ thuộc dân Pháp. Mà bây giờ trên thế giới nó cũng phá Việt Nam như lắm. Cho nên cả Trung Quốc và Biển Đông nó cũng lớn tùm lum lắm. Dạ. Cho nên mình mà không cố rồi thất bại lắm. Cho nên bác thì yêu cầu đám trẻ thì cháu nên thế nào đoàn kết thống nhất với nhau, cùng với nhân dân, với đảng, với chính quyền, với tất cả bạn bè yêu hòa bình trên thế giới này, cùng nhau để mà xây dựng mỗi một đất nước, mỗi một người có đất nước thì cùng nhau để bảo vệ đất nước và bảo vệ hòa bình thế giới cho nó không thể chiến tranh xảy ra. Dạ. Còn đối với những đồng đội của bác vẫn còn nằm ở Côn Đảo, là nhiều lắm, mà chắc là bác cũng vẫn có những cơ hội để bác đi là đi khắp trước là đi bển dỗ của bà Sáu, dỗ Lê Hồng Phong, tất cả bác dỗ nào cũng muốn qua bên đó để mà cúng đốt nhang này kia hết á. Nhưng mà sau này có thời gian bác giờ bác yếu quá, bác đi qua đó bác là đốt nhang ở trên cái đền thờ thôi, chứ không có vô mấy cái mộ đi không nổi đi. Hồi trước đi vô đốt mộ hết nè. Ví dụ ở trên phân công, ví dụ cái khu A, khu B, khu C gì đó, mỗi một khu là bao nhiêu người phải lên đó đốt nhang này kia, làm lễ rồi mới đi đốt nhang, làm lễ ở sân hành lễ ở chỗ ngay Nghĩa Trang. Cháu nhớ là như có một cái ngày giống như ngày giỗ chung cho các đồng đội của bác, rồi những người cứu tù ở trong đất liền cũng ra ngoài đảo. Cái ngày đó là chắc bác cũng gặp lại được nhiều người thân. Thì có gặp hồi đó ông Lâu, ông Cẩn, ông khai mặt làm 5 cái lần giỗ ở đây rồi mà. Dạ. Thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, đó là câu chuyện của chúng tôi với lại bác Tư Nguyễn Văn Ước, một trong những cái cựu tù còn sống ở trên đảo, phải gọi là ở đây hiện nay chỉ còn có hai người thôi không ạ? Bác lại, bà này với Mai Duyên. Vâng, thì đó là ba cựu, năm cựu, còn lại là chết mất hai cựu rồi. Dạ. Còn ba. Và ba người cựu tù này chúng tôi cũng đã có cơ hội đến thăm và lắng nghe những cái câu chuyện của họ. Chúng cháu rất là xúc động và cũng cảm ơn bác đã chia sẻ, và cháu xin chúc bác sức khỏe. Bác cũng là những cái chứng nhân hết sức là quan trọng của một cái giai đoạn lịch sử, và chính cái giai đoạn lịch sử này nó làm nên cái đời sống của người dân của Việt Nam hôm nay được ấm no, thoải mái hơn, chính là nhờ công sức của các bác. Và cháu cũng không biết là sẽ được gặp bác nhiều lần hơn nữa, nhưng mà bác cố gắng, bác phải tập thể dục. Cháu thấy là bác có cái nụ cười là khi bác cười là tươi lắm ạ. Bác cười nhiều hơn quá hả? Giờ lúc mà bác tập thể dục hay thế nào? Không, cũng có tập ít thôi chứ. Dạ. Bị dò cái chân là yếu. Yếu. Dạ. Bây giờ là có đi bơi được mà? Không ra biển. Xuống ra đó là sợ nó tai biến cái chứ không đâu nữa. Bác đã từng bị tai biến rồi. Ừ, thành ra bị tai biến không. Bác có mấy anh chị, có mấy cháu? Không, có 6 cháu. Dạ. Các anh chị cũng ở làm việc ở trên đảo hay là đi đâu hết rồi bác? Có mấy đứa làm sân bay, rồi mấy đứa nó làm mấy cái công ty khách sạn rồi. Dạ. Bây giờ
Bây giờ cháu thấy là Côn Đảo phát triển quá. Về mặt du lịch kinh tế ở đây là càng lúc càng tốt hơn và là một cái địa điểm mà mọi người đổ xô về để mà du lịch rồi cảnh quan rất là đẹp bác ạ. Bởi vì Côn Đảo nói chung nó thoải mái nhưng mà Côn Đảo càng ngày càng phát triển. Bởi vì phát triển đây đó cũng nhờ các tỉnh ở trong đất, cũng nhờ trung ương đồ kia đóng góp nhiều chứ. Côn Đảo ngày xưa giải phóng rồi có gì đâu, không có gì hết đó. Cho nên ở chỗ mà nói chung các tỉnh ủng hộ rồi ở trung ương góp sức xuống để xây dựng Côn Đảo. Bây giờ thấy nó ấy nhưng mà cỡ như 2022 thì phát triển đến 2025 đó là một nhiệm kỳ của đời hậu đảng thứ 13 cho lẽ phát triển còn rất nhiều. Thế mình nghe đài á, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc á. Ở đây điện giờ còn thiếu nè, ông đề nghị là cho kéo điện ở Sóc Trăng ra nè, điện ở Vũng Tàu nè, cho nên đảng mấy ông lo dữ lắm. Nên sau này phát triển dữ lắm. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Thì giờ bác không gì hơn, các cháu đến thăm bác thì bác cũng cảm ơn, chúc cho các cháu sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đảng và nhà nước và nhân dân ở giao phó cho các cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.